Trở lại với các thông tin thời tiết trong ngày. Không khí lạnh đang yếu dần, miền Bắc thì đỡ rét, còn miền Trung thì bớt mưa to. Vậy thì diễn biến cụ thể như nào vậy chị Minh Châu? Vâng, ngày hôm nay ở khu vực Trung Bộ thì từ Nghệ An này vào đến Khánh Hòa sẽ là vùng có mưa đấy ạ. Và số điểm mưa to tới 50mm, khả năng chỉ còn xảy ra cục bộ từ Hà Tĩnh xuống đến Thừa Thiên Huế mà thôi, tương ứng với những vùng màu xanh đậm mà quý vị thấy trên bản đồ như thế này. Tuy nhiên, mưa sẽ tiếp diễn trong cả ngày, ít nhiều cũng sẽ ảnh hưởng đến việc di chuyển của quý vị. Ngoài ra, trong cơn dông thì mọi người vẫn cần đề phòng với gió giật và sấm sét có thể đi kèm theo. Mưa thì còn mang đến cảm giác rét cho người dân ở Nghệ An đến Thừa Thiên Huế, với nhiệt độ cao nhất ngày hôm nay chỉ khoảng từ 17 đến 20 độ mà thôi. Còn khu vực từ Đà Nẵng tới Quảng Ngãi cũng sẽ có mưa lạnh trong ngày hôm nay, nhiệt độ phổ biến từ 23 đến 25 độ, còn từ Bình Định, Khánh Hòa thì mưa mát 26 đến 28 độ. Vâng, vậy còn các khu vực khác trên cả nước thì sao hả chị Châu? Tây Nguyên và Nam Bộ thì liệu có nắng khô như những ngày trước không vậy chị? Dạ vâng, khu vực Nam Bộ ngày hôm nay thì vẫn sẽ có nắng khô như những ngày trước ạ. Và nhất là khu vực miền Đông Nam Bộ, ở độ ẩm nhiều nơi thấp nhất giữa trưa và đầu giờ chiều đều dưới 45%. Và nắng nóng 35 độ cũng xảy ra ở Biên Hòa, Tây Ninh hay là Đồng Phú. Còn lại ở thành phố Hồ Chí Minh và phần lớn các nơi khác, nhiệt độ phổ biến từ 32 cho đến 34 độ. Với khu vực Tây Nguyên, từ ngày hôm nay, nắng khô sẽ quay trở lại. Độ ẩm các thành phố đều giảm thấp dưới 50%. Tuy nhiên, nhờ lợi thế địa hình cao nên là không khí ở đây vẫn thoáng đãng. Nhiệt độ cao nhất ở Kon Tum, Pleiku, Buôn Ma Thuột, Gia Nghĩa không quá 30 độ. Trở ra khu vực miền Bắc, khu vực này thì cũng tiếp tục nhiều mây và không mưa trong ngày hôm nay. Tuy nhiên, gió Đông Bắc đã yếu đi cho nên trời bớt rét hơn. Nhiệt độ ở thủ đô Hà Nội và nhiều thành phố sẽ đồng loạt tăng lên mức từ 18 đến 22 độ. Xin được chuyển sang thời tiết biển. Nhiều khu vực biển vẫn có gió mạnh và sóng lớn trong ngày hôm nay, trong đó cảnh báo gió cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9 ở ngoài khơi hai huyện đảo là Hoàng Sa và Trường Sa. Vâng, xin được cảm ơn chị Minh Châu với thông tin thời tiết vừa rồi ạ. Như vậy là hiện nay trên biển vẫn đang cảnh báo gió mạnh, sóng cao. Bà con cần đặc biệt lưu ý để đảm bảo được an toàn khi hoạt động trên biển.